Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nỗ lực của các doanh nghiệp Việt trong cuộc chạy đua ESG toàn cầu. Biến đổi khí hậu đang trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng trên toàn thế giới. Sự thay đổi trong môi trường và khí hậu đã gây ra những tác động đáng kể đến hệ thống sinh thái, kinh tế và xã hội. Trước đó, bối cảnh cuộc chạy đua của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc giảm thải khí carbon và ứng phó với biến đổi khí hậu đang trở nên ngày càng quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Nhiều quốc gia trên thế giới đã cam kết cắt giảm đáng kể lượng phát thải carbon với mục tiêu hướng tới việc đạt phát thải ròng bằng không trong những năm tới. Khái niệm phát thải ròng bằng không được đề cập thường xuyên như một biện pháp quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hạn chế tác động tàn phá mà nó gây ra. Theo Liên Hợp Quốc, phát thải ròng bằng không có nghĩa là giảm phát thải với mức càng gần không càng tốt thông qua việc chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh hơn và sử dụng năng lượng tái tạo sạch. Đồng thời, khí thải còn lại cần được hấp thụ bởi các hệ thống rừng và đại dương khỏe mạnh. Nếu thế giới tiếp tục phát triển, phát thải gây biến đổi khí hậu, nhiệt độ trái đất sẽ vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mức tăng này đe dọa đến cuộc sống và sinh kế của mọi người trên toàn cầu. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều quốc gia cam kết đạt phát thải ròng bằng không trong vài thập kỷ tới. Việt Nam, trước cuộc chạy đua toàn cầu để giảm khí thải carbon và bảo vệ môi trường, Việt Nam cũng là một trong số những đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, không chỉ là một nạn nhân, Việt Nam cũng đã tự thức dậy và xác định vai trò quan trọng của mình trong cuộc chạy đua toàn cầu để giảm khí thải carbon và bảo vệ môi trường. Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo quốc gia để triển khai cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Thủ tướng đã nhấn mạnh rằng mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 là mục tiêu phát triển cần thiết của thế giới và yêu cầu chính là chuyển đổi mạnh mẽ sang năng lượng thấp carbon. Đây cũng là yêu cầu mới về thương mại và đầu tư toàn cầu đã được xác lập sau hội nghị COP26. Sau hội nghị COP26, Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới, những người mong muốn đầu tư và phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại đất nước này. Hiện nay, một số tập đoàn lớn đang tiến hành nghiên cứu và đề xuất các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận ra rằng thực hiện các biện pháp giảm thải khí carbon không chỉ là trách nhiệm của các chính phủ và các tổ chức quốc tế, mà còn là cơ hội kinh doanh và tạo ra sự cạnh tranh. Những công ty tiên phong trong lĩnh vực này đã bắt đầu thực hiện các biện pháp để giảm lượng khí carbon của mình và thúc đẩy sự phát triển bền vững. VinFast tham gia cam kết khí hậu toàn cầu hướng tới không phát thải carbon từ năm 2040. VinFast, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ô tô, đã công bố tham gia cam kết khí hậu toàn cầu The Climate Pledge TCP, một cam kết hướng tới mức phát thải carbon bằng không vào năm 2040. Đây là cam kết do Amazon và Global Optimism đồng sáng lập, và VinFast là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên cũng như một trong số ít các nhà sản xuất ô tô trên thế giới tham gia TCP.